và ba giải nhất. À, rất nhiều giải đúng không các con? Vậy thì ngay sau đây cô sẽ công bố những giải thưởng của các con học sinh. Chúng mình có muốn biết là ai được nhận giải hôm nay không? À, vậy thì chúng mình sẽ dành một tràng tay thật lớn để cô sẽ mời ngay lên sân khấu sau đây 15 bạn học sinh đạt giải khuyến khích.
bạn Diêm Lan Anh, học sinh lớp 1B. 3. Em Vũ Hoàng Ngọc Ánh, học sinh lớp 1C. 4. Em Phạm Bảo Quyên, học sinh lớp 1C. 5. Em Phùng An Kỳ Nhi, học sinh lớp 1C. 6. Em Đỗ Khắc Thụy Như, học sinh lớp 2B. 7. Em Nguyễn Phương Nhi, học sinh lớp 3C. Và cuối cùng là em Lê Hà Thanh, học sinh lớp 5A. Và kính mời cô Nguyễn Thị Mai Xuân, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cùng cô Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn nhà trường lên trao phần thưởng cho các con học sinh. Quan sát, đây là ba giải nhất những
bạn học sinh vẽ đẹp nhất trong bộ thi của chúng ta. Các con hãy nhìn thấy những bức tranh của các bạn có đẹp không? Rất là đẹp. Thế thì không hiểu là ba bức tranh này của chủ nhân của nó là ai nhỉ? Các con có muốn biết không? À có ạ. Vậy thì chúng mình sẽ cùng lắng nghe cho cô xem ba bạn nào được cô khen thưởng ngay sau đây. Bạn thứ nhất, cô xin mời em Nguyễn Bình Nhi, học sinh lớp 4A. Xin dành một tràng tay cho bạn em bạn Nguyễn Bình Nhi, học sinh lớp 4A nào. Và bạn thứ hai, đó là em Nguyễn Hà Anh, học sinh lớp 5A. Cô đọc đến tên bạn nào, cô muốn chúng mình được vỗ tay thật to để khen bạn cho cô. Thì bạn vẽ rất là đẹp, đúng không nào? Rất xứng đáng, cần được giải nhất của chúng ta. Và bạn cuối cùng, chúng mình cũng dành một tràng tay thật lớn cho bạn. Đó là bạn Hoàng Cao Khải, học sinh lớp 5A. Cô xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cô Nguyễn Thị Thanh Vân, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường sẽ lên trao giải nhất của cuộc thi vẽ tranh.